Kia Carnival Signature máy xăng V6 3.5 2022 Odo 8.000 cây. Kia Sorento Premium 2021 Odo 26.000 cây. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Siêu Thị Ô Tô Hà Nội. Và em quay đây ngồi trong một cái cabin xe rất là sang, rất là đẹp mà rộng rãi nữa. Đố quý anh chị đoán được đây là xe gì hay không? Đây, cho quý anh chị xem một vòng đi tiếng. Rất là đẹp nha quý anh chị, rất là êm ái luôn. Quý anh chị nào mà đang đoán đây là một em Kia MPV cỡ lớn thì là chính xác rồi ha. Đây là một em Carnival bản Signature máy xăng V6 3.5. Thì hôm qua em cũng đã quay cho quý anh chị xem về em xe này rồi. Và hôm qua thì quay sơ bởi vì xe đang dọn. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ quay chi tiết em xe cho quý anh chị xong. Cho quý anh chị ha. Bởi vì cái xe này đã dọn xong rồi và đang chuẩn bị lên showroom. Quý anh chị nào mà đã quan tâm em xe này thì hãy liên hệ ngay cho em Quang nha. Kia Carnival Signature máy xăng V6 3.5 2022. Hiện tại đang được Quang chào bán với mức giá chỉ có 1 tỷ 520 triệu thôi. Mà xe Odo 8.600 cây quý anh chị. Không còn gì phàn cãi rồi, quá đẹp, quá mới. Đã quá. Đi Carnival máy xăng êm, thích. Máy 3.5 nhưng mà bây giờ người ta làm lại cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Máy chỉ có đâu đó khoảng tiết kiệm mức độ tiêu nhiên liệu khoảng đâu đó là 9 lít đúng không? Ông Quang nói 9 lít đúng không? 9 lít 7 cho 100 cây được hỗn hợp quý anh chị. Đã. Túi khí quanh xe, âm thanh giải trí thì Labus. Màn hình nè, có bản đồ, có cả giới hạn tốc độ trong đây luôn. Nha, khi mà mình chạy ra thì nó sẽ hiện ở trên đây nè. Rất là đã, dàn lạnh đồ này nọ, phải công nhận Carnival ngon, sạc pin không dây nữa nè quý anh chị. Đầy đủ hết. Đây là chìa khóa xe nè. Đó, xe đầy đủ hai chìa khóa luôn. Đã. Số thì là dạng số của Range Rover, phanh tay điện tử nè, auto horn, có driver mode thì để Quang bấm thử coi. Normal, Eco, Sport và Smart nha quý anh chị. Rất là đẹp ha. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có là sửa ghế và làm mát ghế nè. Và theo như mọi nhớ không lầm là hình như ở ghế sau cũng có cả làm sửa ghế và làm mát ghế luôn. Đó. Rồi này sửa vô lăng, tắt mở cảm biến, này mở camera 360 thì mình sẽ bấm thử cho quý anh chị xem ha. Cam siêu nét, có cả điều hướng nè quý anh chị. Này quý anh chị nhìn thấy nè, cái phần vàng vàng nó quay nè. Em đang đánh vô lăng nè. Đây tiếng quay vô lăng cho quý anh chị xem. Đây quý anh chị thấy chưa? Là nó cũng quay luôn theo ha. Đó, rất là đã ha. Rồi, ok. Trên vô lăng thì em này bản Signature nên là sẽ có rất là nhiều như là giữ làn đường nè, giữ khoảng cách với xe đằng trước nè, ga tự động nè, lẫy số vô lăng, ô tô đèn nè. Rất là đã, có cả cảnh báo lệch làn luôn. Không còn gì phàn cãi. Bên ghế tài thì sẽ có ghi nhớ vị trí ghế lái lên tới hai vị trí nè. Ghế tài, ghế phụ, ghế chỉnh điện, hai ghế sau cũng là hai ghế chỉnh điện luôn. Nhưng mà tới lui thì là hình như là bằng cơ. Nhưng mà chỉnh cái ghế á, chỉnh lên xuống đồ này nọ thì là bà bằng điện nha quý anh chị. Chỉnh đồ tựa lưng đồ. Gương chống chói tự động không cần bấm nút nè. Đây. Đó. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có đây đăng kiểm tới tháng 8 2025. Bản Signature thì sẽ có hai cái cửa sổ trời. Đó. Rất là đã. Bản full mà. Nhưng mà hơi nắng quá. Hơi hào quang một chút xíu nên là em Quang sẽ đóng lại. Chắc là bây giờ em Quang sẽ mời quý anh chị cùng đi một vòng xem xe này với em Quang ha. Đây. Rất là đẹp. Đây quý anh chị. Hiện tại thì em Quang đang giật nắp capo lên. Nên là chắc là sẽ cho quý anh chị xem nắp capo trước đi. Tại vì nếu mà để nói về dàn lông, dàn can thì tự nhiên nhìn cái capo nó bị hở ra, nó hơi kỳ. Đây. Bình thường thì là đi từ ngoại thất vô nội thất, vô khoang máy. Nay đi từ nội thất, khoang máy, ngoại thất. Đây. V6 3.5 nha quý anh chị. Đó, máy xăng rất là đẹp ha. Đây ốc yết đồ này nọ nè. Đây quý anh chị nhìn ốc nè. Bao đẹp cho quý anh chị luôn. Ốc cực kỳ đẹp. Đó. Rồi ốc nắp capo nè. Đây sùng chỉ nè. Những cái vết bấm robot nè. Đó. Đẹp. Tấm này còn rất là mới nha. Mới 8.000 cây thôi. Đã. Và đặc biệt nha, là em này là sản xuất 2022. Nên là chúng ta sẽ sở hữu luôn cả logo mới ha quý anh chị. Carnival 22. Thì bản 22 này em nhớ không lầm là đầu 22 vẫn sẽ còn là logo cũ. Nhưng mà cuối 22 thì sẽ là logo mới ha.
Hôm trước ngoài có một em Luxury á quý anh chị, đó là logo cũ nhưng mà đã được chủ người ta đổi logo mới. Em này thì về bây giờ mình sẽ nói về ngoại thất ha. Xe thì rất là đẹp, đây cho quý anh chị xem. Xe này về làm quan chỉ có rửa nước lã rồi chỉ có dưỡng lại cái dàn nhựa nhám thôi, dưỡng lại nha quý anh chị, cho đẹp rồi xong hết. Giờ là lên showroom, xe này về là dọn cực kỳ nhanh luôn quý anh chị. Để ý có một số xe quay về dọn rất là lâu, bởi vì những cái xe đó dọn mình phải dọn kỹ, dọn nhiều đó. Còn những cái xe mà đẹp như thế này hả, về là chỉ có dọn cho lên showroom thôi quý anh chị à, rất là đẹp đó. Rồi đây đèn đó, cho quý anh chị xem đèn, đèn bi led anh cho ánh sáng thì rất là ok rồi. Mặt ga lăng nè, mặt ga lăng thì có màu platinum nè, có camera 360 nè, cảm biến trước sau đầy đủ hết, có cả đèn gầm luôn. Đây quý anh chị, đèn gầm ha, ba đợt sóc thì liền lạc hết, ba đợt sóc liền lạc hết ha, đó, rất là đẹp. Lớp nè, lớp còn rất là mới luôn, mới 8.000 cây thôi, mâm phay hai màu rất là đẹp ha. Lớp Michelin thì để nói về Michelin thì là quá ngon quá êm rồi, không còn gì phải cãi. Chỉ vì mỗi cái là nó do nó ngon quá, nó chạy nó sướng quá nên nó hay bị ăn đinh thôi. Nhưng mà về những cái con xe mà gầm thấp như thế này thì cũng rất là khó ăn đinh, chỉ có những con gầm cao thì quý anh chị nên kiểu như cái đinh thì nó còn văng đi ra bánh sau được. Còn những cái xe này gầm nó thấp mà nó dài nữa thì nó văng cũng dính tới cái thân xe là nó rớt ra ngoài, nó ít khi nào mà để dính vô cái mâm lắm, dính vô cái bánh sau lắm quý anh chị. Rồi gương gạch chỉnh điện nè, tích hợp xe anh bá rẻ nè, có camera 360 nhưng mà bị cắt đi một tính năng trên Sienna có, đó chính là cảnh báo điểm mù. Ở đây thì không có nha, có giá nóc đây cực kỳ chắc chắn, có dán phim cách nhiệt nè, có tay nắm cửa viền chrome nè, đó rất là đẹp. Đây đó, quý anh chị nhìn nè, có cả bệ bước luôn, đã. Đây cho quý anh chị xem đằng sau, ba đợt sóc sau thì liền hết, cảm biến lùi, camera lùi, Carnival Signature, máy xăng V6 3.5 đó, logo mới luôn, đẹp. Đây em này thì đồ nghề đồ này nọ là vẫn còn đầy đủ hết nha quý anh chị, đồ nghề nằm bên đây đầy đủ hết ha. Ở đây thì có một cái này là em không biết cái này là cái gì, đây chắc đồ nghề hả, đồ nghề này cũng không biết là cái gì nữa, để chút em quan hỏi anh em coi anh này phải của anh em để quên hay không. Rồi đây, tiếng chắc nhờ tiếng cầm giùm anh chút xíu ha. Xe này thì đây cho quý anh chị xem nè, đó rất là đẹp. Túi khí thì quanh xe, túi khí thì theo như quan nhớ không lầm là có 8 hay 10 túi khí ha. Ốc cốp là bao đẹp cho quý anh chị luôn. Đây mức độ tiêu hao nhiên liệu nãy có nói với quý anh chị đây, 9.7 lít cho 100 cây đường hợp. Rồi, về phần đằng sau vẫn còn siêu nữa nha. Đó, đẹp, đẹp giả may. Rồi, đợi cho em một phút nữa. Đây, cho quý anh chị xem. Ba đợt sóc liền nè, mâm liền nè. Đấy, không xước xát gì hết, cực kỳ đẹp ha. Sơn zin bao đẹp cho quý anh chị lên tới là 98-99% nước sơn zin, 99% nước sơn zin. Bao đẹp luôn. Rồi thì quay sẽ nhắc lại, đây là Kia Carnival Signature máy xăng V6 3.5 2022 Odo 8.000 cây. Và hiện tại đây đường quay chào bán với mức giá là 1 tỷ 520 triệu nha quý anh chị. Có hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu hiện tại đang giảm xuống còn 9.10.9 thôi. Quý anh chị cam kết với em một điều là không bị nợ xấu, còn lại xăm ba tỉnh thành sẽ lo hết cho quý anh chị luôn. Rồi chắc là quay nhờ anh Phong đánh xe qua showroom ha anh Phong. Em cảm ơn anh Phong. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với em xe này, một em xe nữa. Thì trong quá trình quay em xe này, quay sẽ đánh qua showroom luôn. Thì hôm nay khả năng là sẽ có 3 xe mới lên showroom ha. Một em Toyota Fortuner bên kia đang dọn. Đây em này thì quay sơ cho quý anh chị xem đi, xong rồi mình sẽ vào em Kia này ha. Đây Toyota Fortuner. Đây quý anh chị, Toyota Fortuner máy xăng số tự động 2023 luôn, 2023 nha quý anh chị. Đó, rất là đẹp. Em này thì hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 1 tỷ 050 triệu nha. 1 tỷ 050. 22, sản xuất 2022. À, hình như là nhầm thì phải, đúng không ta? Em Carnival hồi nãy là hôm qua mình có một em 2023 không nhớ em nào. Hay là em Carnival 23 ta, chắc là em quan nhầm. Để em quan coi, nếu mà em quan có đọc sai thông tin chị thông cảm cho em quan ha. Đây rất là đẹp đó, máy móc đồ này nọ bao đẹp hết cho quý anh chị ha. Đây là Toyota Fortuner 2022 đó. À đúng rồi, em 2023 là Mazda CX-8 Premium 2 cầu hôm qua nằm bên showroom. Em quay nhầm, đúng mỗi một em đó là 2023 thôi. Quý chị thông cảm cho em quay ha, nhiều xe quá, nhiều xe quá nên là năm qua lâu lâu mình sai thông tin một chút xíu.
1 tỷ 050 để sở hữu cho mình một em Toyota Fortuner máy xăng số tự động gầm cao 2022. Odo chỉ mới có 2-3 vạn gì thôi, rất là ít. Rồi thì chắc là em Quang sẽ quay em xe này chi tiết sau cho quý anh chị nha. Bây giờ mình sẽ quay em xe kia đi. Kia Sorento Premium máy xăng, sản xuất 2021. Đây, cho quý anh chị xem. Sẵn đây thôi, để mình quay ngoại thất trước đi. Cho quý anh chị xem, ngoại thất rất là đẹp. Xe được sở hữu nước sơn màu xanh nha. Xe được sở hữu nước sơn màu xanh khá là đẹp ha. Mâm premium nè. Đấy, đã quý anh chị đẹp, đẹp giả mây. Đây cho quý anh chị xem. Đây cho quý anh chị xem cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết ha. Premium nè. Đó. Đèn nè. Đó. Em này thì để coi mở cớ có bị đụng hay không. Để coi. Rồi không đụng nha quý anh chị, thoải mái vô tư. Rồi cho quý anh chị xem đây, khoang cốp sau nè. Thì chúng ta sẽ có hai ghế sau là hai ghế hỗ trợ. Thì Quang sẽ khuyến khích dành cho những anh chị em nào mà cao 1m7 đổ về mà sẽ được hợp lý ha. Ở đây thì chúng ta vẫn còn cái tấm này. Cái tấm này là một trong những cái tấm mà Quang cũng hay nói với quý anh chị ha. Đi mua xe đã qua sử dụng mà những xe nào có cái tấm này thì quý anh chị nên để ý ha. Bởi vì những cái tấm này khá là giá trị, giá phải đâu đó là khoảng 6-7 triệu nha quý anh chị. Có cửa gió đằng sau nè, có gặp ghế nè, đây Quang sẽ bấm thử nha. Ghế bên phải, right, right là bên phải. Đây, đó, ok chưa. Rồi xe đồ này nọ thì hôm qua cũng đã cho quý anh chị xem rồi. Em này hôm qua cũng đã quay hơi chi tiết cho quý anh chị rồi, nhưng mà hôm nay đây cho quý anh chị xem luôn. Vẫn còn siêu nè. Ốc cốp bao đẹp cho quý anh chị nè. Đây, xe rất là đẹp. Máy xăng thì đi khá là êm ái, không còn gì phải bàn cãi. Và hầu như em quan để ý nha, những cái xe sau này của hãng Kia là người ta liên kết với là bên Michelin hay gì á, nên đâm ra những cái lớp xe của ta đều là Michelin hết. Đây vẫn còn siêu nè quý anh chị, vẫn còn tấm che nắng nè. Đây tấm che nắng rất là đẹp ha. Rồi đây cho quý anh chị xem nội thất khá là đẹp đó. Em này thì Odo 2 vạn nha, nói quý chị không tin đâu, nhưng mà đây là siêu thật, siêu real của xe hết luôn, không phải là bên quan dán vào ha. Đó, zin hết. Âm thanh giải trí là Bose. À, có cả một cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh nữa. Đây, rồi chắc là cho quý anh chị xem luôn ghế tài đi, xong rồi Quang sẽ mời quý anh chị cùng theo chân Quang để xem quá trình đánh xe qua bên showroom như thế nào nha. Đây, quý anh chị xem nè, là Bose. Rồi ghế chỉnh điện nè, ghế tài ghế phụ hết ha. Rồi vô lăng. Đó, vô lăng thì có cả ga tự động thôi, không có giữ làn đường, không có giữ khoảng cách ha. Chỉ có bảng signature mới có thôi. Và máy xăng thì chúng ta sẽ sử dụng là cần số ha. Chỉ có máy dầu thì theo như quan nhớ không làm là chỉ có máy dầu thì nó mới có là dạng núm vặn thôi. Đó. Có 7 chế độ lái đúng không? 7 chế độ lái không, chỉ có 3-4 chế độ lái gì thôi, không có steering. Rồi 26.000 cây khá là đẹp. Rồi cho quý anh chị xem phần đầu nè. Liền hết nha quý anh chị. Đèn bi rồi này nọ bao đẹp hết nha. Cảm biến trước nè. Có camera 360 nè. Đó. Bên dưới nắp capo này thì chúng ta sẽ sở hữu một khối động cơ là theo như quan nhớ không làm là 2.5 đúng không? 2.5. Đó. Chạy mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này thì cũng tầm khoảng 8 lít mấy thôi. 8 lít mấy cho 100 cây đủ hợp. Rồi, ok thì quan sẽ nhắc lại đây là Kia Sorento Premium 2021 Odo 26.000 cây và hiện tại đang được Quang chào bán với mức giá là 868 triệu nha quý anh chị. Rồi chắc là sẽ nhờ Tiến lên xe và em Quang sẽ cho quý anh chị xem quá trình xe đi qua bên showroom nha. Tại xe hơi sát, Tiến không có leo lên được quý anh chị. Đây, bây giờ em Quang sẽ đánh xe ra. Lên đi Tiến.
cam nét rồi nét. Em đánh qua showroom luôn. Đây quý anh chị. Ở cam rất là nét ha. Đây. Mày đầu tiên mới mở đèn hazard nè. Đây à, cho quý anh chị xem. Rồi ok quý anh chị đó, quá trình qua xe chế như vậy thôi. Rồi bây giờ chắc là em sẽ cho xe lên showroom luôn hả, lên cầu đi. Lên cầu này thì ngày xưa lúc mà mới chạy lên á thì nhìn thấy cũng khó, nhưng mà mình chạy riết là quen rồi quý anh chị. Thì lên mà chỉ cần canh một, tại vì cầu thì anh em cũng đã để, cầu thì cũng khá là to thôi. Mà chỉ cần canh lên một bánh là bên bánh kia sẽ lên thôi quý anh chị. Cái này thì em quay cũng ít khi nào nhìn vô này, em quay nhìn vô hai gương hậu kế bên thôi. Đấy. Rồi. Rồi ok. Để em xuống xe luôn anh Sơn ơi. Thôi, đó thì đây cho quý anh chị xem em quay đánh xe lên showroom nè. Đó đánh. Rất là chuyên nghiệp ha quý anh chị, rất là ngay không? Rồi ok thì quay sẽ báo giá nhanh thêm một vài xe cũng lâu rồi không có quay cho quý anh chị ha. Đây. Toyota Veloz Cross bản top sản xuất 2022. Em này odo 34.000 cây và hiện tại đang được quan chào bán với mức giá 620 triệu nha. Bản top, bản cao cấp nhất nha quý anh chị. Rất là đẹp. 2022. Rồi bên đây thì em quay đang có một em này BMW 420i. Cabrio Blade Firm Convertible ha. Firm Convertible, tại vì sao gọi là firm này, bởi vì chúng ta sẽ có là hai cửa, bốn chỗ ngồi, có mui trần. Có mui trần nha quý anh chị. Em này thì nếu mà để nói về BMW thì chắc em chỉ còn mở xe này thôi, với là một em Z4 bên kia thôi. Đây tiếng cho quý anh chị xem sơ nội thất nè. Em này thì em quay đang chào bán với mức giá là 1.2 tỷ nha quý anh chị. Xe 2014, sản xuất 2014 luôn nha. Odo chuẩn 69.000 cây. Rất là đẹp nha quý anh chị. Quá đã. Em này thì mua về tối đi Vivo mở mua ra đi tha hồ, đã lắm. Rồi bên đây thì có một em Kia Sedona dầu full 2019 Odo 7 vạn và hiện tại đang được quan chào bán với mức giá là 865 triệu ha. Và em quay đang còn một em Kia Sedona dầu full nữa, giá chỉ có 820 2019 luôn. Và em xe đó thì chắc là quý chị nào mà theo dõi quay lâu sẽ biết ha. Em đó là màu vàng. Đó, xe thì không có lỗi lầm, không có bị gì hết luôn. Chỉ bị mỗi cái là Odo hơi nhiều hơn em này một chút xíu thôi. Đấy. Rồi còn xe nào nữa hay không, còn xe nào em quay lâu rồi không quay hay không. Hiện tại showroom đang rất là trống luôn. Đó quý chị nhìn thấy ha. Em quay thì đang cần mua thêm cỡ 20 đầu xe nữa để phục vụ quý khách hàng mùa Tết này. Thì quý khách hàng mà đang có nhu cầu bán xe thì liên hệ em quay, sẽ mua mức giá cạnh tranh nhất nha. Hoặc là quý chị đang quan tâm những xe ở đây thì cứ liên hệ cho em quay với số điện thoại là 0813700900, hoặc là đến thẳng địa chỉ showroom của em quay là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km đến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn, gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Và thời lượng video cũng đã hơi dài rồi, thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu quý chị thấy video này hay, cho em xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của siêu thị ô tô Hà Nội nha. Kính chúc quý anh chị nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ và trong việc thuận buồm xuôi gió gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý chị ở những video tiếp theo nha. Bye bye.